cục bất động sản nằm ngay đường Huỳnh Minh Thành, kinh doanh mua bán sầm uất đó, và có sẵn nhà luôn nha, nhà kiên cố, nhà đẹp, giá bán đang ngợp anh chị nha. Đó, đường xá này kinh doanh nhỏ lẻ rất là nhiều luôn ha. Hướng này mình đi biển Hồ Tràm mà. Rồi mến chào cô chú chị nha. Em là Điền đây. Nay em Điền chủ gửi bán một bất động sản ha, có sẵn nhà ha, mặt tiền đường kinh doanh đó, ngang là 6m, sâu là khoảng 40, nở hậu và đang có sẵn là 40 thổ cư đất ở tại đô thị anh chị nha. Nói chung là chủ thì xưa giờ rồi anh chị, đang cho thuê anh chị, đang cho thuê tháng 5 triệu anh chị ha. Đó, tổng diện tích là 285m² ha. Đó, đất ở tại đô thị nha, mình có thể lên thêm thổ cư thoải mái. Đó, hướng trước mặt đường quay này là mình đi khoảng đâu đó là khoảng chưa tới một cây mình sẽ đụng ngay vòng xoay Bà Tô cũng như là công viên Bà Tô anh chị ha, cũng như là trung tâm thị trường Phước Bửu đó, đi hướng đó ha, là đụng ngay quốc lộ 55 đó. 55 thì mình đi liên tỉnh rồi, đi thành phố Hồ Chí Minh về đường đó anh chị ha, đi khoảng 2 tiếng đồng hồ à. Còn hướng ngược lại này mình di chuyển khoảng đâu đó là 7 cây số thôi, mình sẽ đi ra ngay biển Hồ Tràm, đường ven biển Hồ Tràm anh chị ha, cũng tương đối là gần. Mặt tiền đường kinh doanh danh này thì hiện tại em Điền đang đứng đây là đường Huỳnh Minh Thạnh anh chị ha, và bất động sản mà em Điền muốn giới thiệu tới đây thì nằm trên mặt tiền đường này luôn ha, có vỉa hè này kia ha, cây xanh này kia. Tương lai cái vỉa hè này sẽ đào lại làm lại anh chị này, và cái cây này này sẽ dời ra vào góc bên này ha, vào góc sát mép ha, không có để ngay đây nữa ha. Sẽ làm lại vỉa hè này, sẽ làm lại ha, cũng xuống cấp rồi, sẽ làm trong năm nay thôi anh chị ha. Rồi quay lại vấn đề chính, bất động sản mình đây ha, có diện tích là ngang 6 ha, và sâu vào trong là 46m, và nở hậu mình tới 22m mặt tiền đường sau. Xíu nữa em thì sẽ lui đường phía sau cho cô chú chị mình xem nha. Đó, đường bê tông thôi nhưng mà thông anh chị, đường ô tô đi thoải mái. Bất động sản này thì có sẵn nhà ha, một cái căn nhà đẹp luôn, xây kiên cố, ở liền được luôn anh chị, gác lửng anh chị nha. Đó, chỗ này thì khu vực này để được 2 chiếc ô tô luôn ha, thoải mái, đang cho người ta thuê làm khăn lạnh anh chị ha. Diện tích xây dựng thì khoảng đâu đó là 100m², 285 gác lửng phải không? Gác lửng nghĩa là diện tích sàn á. Dạ, gác lửng. Đây là trừa đường luồn luôn phía sau này, phía sau còn dư khoảng đất trống hơn 150m² nữa. Đây cái cửa chính. Tổng diện tích là 285. Dạ, đây là diện tích xây dựng khoảng 100 đi, cho 100m² là xây dựng cái nhà này nè. Đây là cầu thang lối lên phía trên ha. Ở trên đó thì có 2 phòng ngủ và toilet riêng trên đó, và dưới này là 1 phòng ngủ riêng dưới này. Đây, khu vực phòng khách này. Thì hồi trước là ở đây là kinh doanh bán quán cà phê anh chị ha. Đó, còn dưới này là khu vực bếp, tủ lạnh ha, và đây là cửa mở để mà thoáng cái không gian bếp của mình ha. Lùi phía sau anh chị, đây là đường luồn lùi phía sau. Thì mình xin được báo giá bất động sản mình luôn ha, bất động sản mình gia chủ mình đang cần tiền ha, đang kêu là 5.6 anh chị, có thương lượng một chút ít đó, 5.6 cho tổng bất động sản này nha, thì khoảng đâu đó mười mấy triệu, gần 20 triệu một mét vuông anh chị, mặt tiền đường kinh doanh anh chị nha. Đây là phòng tắm và toilet sẽ kết hợp nằm đây luôn anh chị ạ. Và lùi phía sau đây thì bức sản mình thì 22m mặt tiền đường đằng sau này, đường bê tông nha, đường ô tô anh chị nha. Thông thường nói chung là trường tiểu học rồi trạm y tế nằm phía sau đất mình luôn á. Trung tâm thì không thiếu bất cứ cái tiện ích tiện nghi nào rồi anh chị, đầy đủ rồi. Và khu đất trống này mình sẽ dư là 150 mấy mét vuông đó, mình xa hồ sử dụng phía sau này, mình có thể cắt ra mình bán bớt hoặc là mình sử dụng với mục đích khác ha, cho thuê làm hoặc là làm dãy phòng trọ này kia vân vân, nói chung là đủ trò để làm luôn chị. Còn phía trước thì buôn bán kinh doanh hoặc cho thuê cho người ta thuê ha. Bây giờ em đi sẽ lui cái khu vực đường phía sau anh chị ha. Để mình đi được cái đường phía sau nha, mình đi khoảng vài chục mét qua bên đây ha, sẽ có một đường lui phía sau đây. Đó, đường hẻm thôi,
cái khúc này thì hơi hẹp nhưng khúc sau sẽ rộng ha. Đó. Hẻm này là hẻm 187 anh chị nha, 187 nè, mình quẹo vô này. Đó. Và bất động sản mình ở sau đuôi sẽ bám theo mặt tiền đường bê tông này anh chị ha. Đây, rành mình sẽ tự đây ha. Đó, đường anh chị có thể thấy này, nói chung đường ít đi nên là cỏ hơi mọc chút xíu. Cái phía khu vực này thì đây, đường nó rộng cỡ này thì ô tô đi thoải mái luôn ha. Đó. Mình đi ô tô đi đường này cho thoải mái ha, đường Huỳnh Minh Thành cũ đây này, đi qua rất là rộng. Đây, rành từ đây ha qua là 22 mét, bám theo mặt tiền đường này hơi bị nhiều nha anh chị nha. Đó. Xây cái dãy trọ đây thì vô tư ha. Xây dãy trọ đây cho thuê vô tư ở thị trấn mà dân cư rất là đông, sầm uất luôn anh chị. Đó. Đường xá này rộng rãi, hai mặt tiền trước sau thì mười mấy triệu, gần 20 triệu một mét vuông, thì em đi thấy giá nó cũng hợp lý chứ không phải là phải tính ra cái tổng số tiền nó sẽ mắc ha, mà tính theo mét ngang mặt tiền đường Huỳnh Minh Thành thì khoảng đâu đó gần 1 tỷ một mét. Nói chung là mình tính mét vuông thì nó sẽ đỡ, nhưng mà tính mét ngang thì nó hơi khủng. Đó. Nhưng mà thị trấn, tôi thường trưởng thị trấn thì bây giờ tính mét vuông thì nó cũng tương đối là rẻ, tại vì đường bê tông hồi trước em đi bán một bất động sản ha, khoảng 100 mét vuông à, bán tỷ 1 tỷ 2 rồi, khoảng 11-12 triệu mét vuông rồi, thì mặt tiền đường bê tông mà nằm khu dân cư thôi chứ cũng không phải là đường kinh doanh nữa, mà giá đó rồi thì bất động sản mình thì hơn cái giá gần 20 triệu một mét vuông thì dĩ nhiên là nó rất là bình thường rồi chị, giá nó cũng ok vẫn tốt đó. Xuống biển gần ha, trung tâm, làm vị trí trung tâm. Xíu nữa em đi sẽ đưa cái hình đất lên cho các chị nhìn ha, gác lửng này đó. Ở đây thì điện nước thì khỏi phải nói, là đèn đường còn có luôn anh chị ha. À. Mình ra lại mặt tiền đường Huỳnh Minh Thành nha anh chị nha. Bất động sản mình thì đang có hướng tây anh chị, hướng tây. Khu vực này mát mẻ rồi. Đó. Rồi, có chúng chị nào mà quan tâm bất động sản này liên hệ em đi nha. Em đi sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất động sản này ha. Ở trên gác thì em đi cũng không có tiền quay lắm, tại vì đang có người nghỉ trưa á, nên là không có tiền quay cho cô chú chị mình nhìn ha. Đó. Mặt tiền đường kinh doanh.